rất là cá tính, phù hợp với những cô nàng có sự tinh tế, đổi mới và đầy năng động. Thì đây chính là dòng nước hoa Signorina. Dòng nước hoa Signorina này là mang thêm một phong cách trang nhã của nước Ý. Thì mùi hương của nó có sự táo bạo và căng tràn người sống. Thì trong đó chúng ta có lớp hương đầu gồm có hồng, hoa hồng tiêu và quả lý chua đỏ, với hương giữa có sự kết hợp đặc biệt của hoa nhài, hoa hồng và hoa mẫu đơn. Hương cuối đầy thú vị với xạ hương, cây mắc hương và bánh panna cotta. Ưu điểm của mùi hương này đó chính là mang lại cho chúng ta một mùi hương cá tính và năng động với phong cách rất riêng và đầy sự táo bạo. Thì đây sẽ là một món quà đặc biệt dành tặng cho những cô nàng cá tính. Điểm chưa tốt của em này đó chính là độ lưu hương chỉ ở mức trung bình thôi, thì từ 3 đến 6 tiếng chúng ta sẽ phải sử dụng thường xuyên để đảm bảo việc lưu hương được xuyên suốt hơn. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mong gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.